Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Trưởng lão ni Saṅghamittā, nguyên là công chúa của con gái đại đế Ashoka, vị đại vương xứ Maurya Ấn Độ, là em của trưởng lão Mahinda hơn 2.300 năm về trước. Trong triều đại vua Devanampiya Tissa, phái đoàn truyền giáo của trưởng lão Mahinda đã đến Sri Lanka hoằng pháp tại kinh đô Anuradhapura. Chỉ một thời gian ngắn sau khi phái đoàn truyền giáo do trưởng lão Mahinda lãnh đạo đến Sri Lanka, cả triều đình và dân chúng rất phấn khởi và rủ nhau đến nghe thuyết pháp và xin quy y Tam Bảo. Có không ít những nam cư sĩ sau khi quy y Tam Bảo đã phát tâm xuất gia và được trưởng lão Mahinda thu nhận vào tăng đoàn. Có một sự kiện đặc biệt là thứ phi Anulā, vợ của phó vương Mahanaga, cùng một số đông phi tần và thị nữ đến nghe pháp đã phát tâm xin trưởng lão Mahinda cho xuất gia. Nhưng theo giới luật, một tỳ khưu không có quyền chủ trì lễ xuất gia cho người nữ, ngoại trừ Đức Phật hay một vị tỳ khưu ni. Do đó, trưởng lão Mahinda trình với vua Devanampiya Tissa cho mời em gái của ngài là tỳ khưu ni Saṅghamittā đến Sri Lanka để làm lễ xuất gia cho hàng nữ cư sĩ và thành lập giáo đoàn tỳ khưu ni, đồng thời đem theo một chồi non của cây bồ đề tại bồ đề bảo tràng, nơi Đức Phật thành đạo về trồng ở nơi đây. Bây giờ, bàn giao giữa hai triều đình rất tốt đẹp, nên vua Devanampiya Tissa đã thỉnh cầu đại đế Ashoka cho phái đoàn 11 vị tỳ khưu ni A-la-hán cùng lên thuyền dưới sự lãnh đạo của tỳ khưu ni Saṅghamittā, mang theo cây bồ đề con, vượt biển sang Sri Lanka cùng với đại thần Arittha. Xuất phát từ hải cảng Tam Lúc, Ấn Độ, sau 7 ngày lênh đênh trên biển, phái đoàn của trưởng lão ni Saṅghamittā đến hải cảng Sambhukkola, miền bắc xứ Sri Lanka. Vua Devanampiya Tissa đã tổ chức lễ đón tiếp phái đoàn trưởng lão ni Saṅghamittā vô cùng trọng thể và đặt cây linh thọ bồ đề trong một căn liều dựng sẵn trên bãi biển cho mọi người chiêm bái. 10 ngày sau, cây bồ đề được đưa lên xe và cung ninh về thủ đô Anuradhapura. Tại khu vườn Medda, cây bồ đề đã được hạ thổ trong một buổi lễ vô cùng long trọng. Trưởng lão ni Saṅghamittā luôn ngụ tại Upasika Vihara và thế phát xuất gia cho thức phi Anulā cùng đoàn tiền tùng của bà. Giáo đoàn tỳ khưu ni xứ Sri Lanka được thành lập dưới sự hướng dẫn của trưởng lão ni Saṅghamittā. Từ đó, ni đoàn Sri Lanka tiếp tục phát triển và kéo dài hơn khoảng 1.000 năm. Theo các nguồn sử liệu của Trung Quốc, vào năm 429 Tây lịch, ni đoàn Sri Lanka đã gửi một phái đoàn truyền giáo gồm 9 vị tỳ khưu ni do ni sư Devasara lãnh đạo vượt đại dương đến Trung Quốc để truyền giới cho hơn 300 vị tu nữ tại Nam Kinh, thành lập ni đoàn tại đây. Và từ Trung Quốc, ni giới đã phát triển đến các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á cho đến ngày nay. Trưởng lão ni Saṅghamittā viên tịch tại ni viện Hathakaka hưởng thọ 79 tuổi. Trước đó một năm, trưởng lão Mahinda thọ 80 tuổi đã viên tịch. Lễ hỏa táng tưởng lão ni Saṅghamittā được vua Uttiya, kế vị của vua Devanampiya Tissa, cử hành rất trọng thể xây tháp tôn thờ ở gần cội bồ đề.